Xin được kính chào các bạn khán giả của tạp chí bóng đá trên kênh YouTube Bóng Đá. Tôi đang có mặt trong buổi tập chính thức của đội tuyển Việt Nam trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Lý do tôi đứng có mặt ở đây bởi vì là đằng sau lưng tôi muốn giới thiệu các bạn, bởi vì rất ít phóng viên các nước đến đây mà chỉ có phóng viên của Việt Nam thôi. Cũng một phần là bởi buổi tập chính thức của chúng ta lại trùng giờ với buổi tập chính thức của đội tuyển Indonesia. Chúng ta cũng rất quan tâm đến đối thủ, nhưng ngược lại cũng rất quan tâm đến tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam. Bởi vì ngày hôm qua thì Đình Bắc đã bị đau cơ và không thể tập luyện cùng thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuje. Và ngày hôm nay thì sao? Chúng ta sẽ cùng đến với buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Đây là buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu quan trọng với Indonesia. Đáng chú ý trong buổi tập này thì các phóng viên vẫn không thấy sự có mặt của Đình Bắc. Như vậy là ngay trước buổi tập, xin lỗi các bạn, là ngay trước khi trận đấu diễn ra một ngày thôi thì Đình Bắc đã không xuất hiện, và điều này dấy lên những lo ngại về khả năng ra sân của cầu thủ này. Nếu như Đình Bắc không thể ra sân thì đây sẽ là một tổn thất khá là lớn với tuyển Việt Nam. Bởi rõ ràng Đình Bắc đang là cầu thủ có phong độ rất cao trong quãng thời gian qua của tuyển Việt Nam, và cũng là một quân bài được huấn luyện viên Chuje rất yêu thích sử dụng. Dù vậy thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều cái tên có thể và sẵn sàng thay cho Đình Bắc, những cầu thủ cũng rất có kinh nghiệm ở đội tuyển Việt Nam, ví dụ như là Văn Toàn, Quang Hải, hay là những cầu thủ trẻ như là Văn Trường hoặc Văn Tùng. Và chúng ta hãy cùng xem là nếu như Đình Bắc không thể thi đấu, huấn luyện viên Chuje sẽ có phương án nào để thay thế cho cầu thủ đang thuộc biên chế Quảng Nam. Trở lại với buổi tập thì huấn luyện viên Chuje đã cho các cầu thủ tập một số bài khởi động khá đặc biệt, điển hình như là bài tập mà các bạn đang theo dõi dưới đây. Cầu thủ đang có những cái bước, hay chính xác hơn là đang có những hành động va chạm với nhau. Đây có lẽ là một bài tập để giúp cho các cầu thủ có được một sự chuẩn bị tốt cho trận đấu gặp Indonesia. Bởi dù sao chúng ta cũng biết là Indonesia là một đội bóng chơi rất là rắn, họ không ngại va chạm, và chúng ta trong quá khứ cũng đã rất nhiều lần đối mặt với đội bóng này và đã phải nhận về những cái gọi là những cái điều không hay. Ví dụ như các cầu thủ chúng ta, nhiều người cũng đã từng gọi là bị chấn thương này, hoặc là bị đau trong các pha va chạm với cầu thủ Indonesia. Và có lẽ là những cái bài tập mà kiểu va chạm như thế này sẽ giúp cho các cầu thủ có được cái không gian, có được cái cảm quan tốt và có được cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đối đầu với một đội bóng chơi rất rắn như Indonesia. Nhìn chung thì rõ ràng chúng ta thấy là không khí của toàn đội đang rất là vui vẻ. Họ đang tràn đầy tự tin và sẵn sàng hướng đến một chiến thắng trước Indonesia để qua đó mở rộng cánh cửa tiến vào vòng trong tại Asian Cup 2023. Theo lịch thì vào lúc 21:30 tối nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với tuyển Indonesia. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu với Indonesia, một trận đấu có ý nghĩa sống còn với cơ hội làm nên bất ngờ của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023. Và chúng ta hãy cùng chúc cho những chiến binh sao vàng sẽ có được kết quả tốt nhất, qua đó đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho trận đấu này. Và đây, cô những ảnh cuối cùng có trong video. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh YouTube Báo Bóng Đá.
Let's go.